Rồi, ông Điền xin kính chào tất cả các anh em. Chúc anh em một ngày mới nhiều may mắn và thành công. Thì em chuyên bán các loại thuốc nuôi gà, các sản phẩm chăm sóc gà tốt nhất, những loại thuốc trị bệnh hay là những phụ kiện kèm theo như là nghệ cửa, đá mài, xà bông tắm hay là thuốc sổ lãi, thuốc trị bệnh, một vài thuốc trị bệnh thông thường các anh em sẽ gặp trong quá trình mình nuôi gà. Đó, thì nếu quan tâm đến những cái sản phẩm nuôi cho nó lên bo, nuôi mau tới pin, rồi cách nuôi như thế nào cho nó đạt được hiệu quả tốt nhất, thì anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của anh. Mỗi clip anh sẽ giới thiệu anh em một vài loại thuốc, qua đó các anh em có thể, nếu mà tin tưởng thì mình có thể áp dụng, mình sử dụng theo. Rồi, số điện thoại của em là 0362385669. Thì mua hàng bên em với đơn hàng từ 500 đổ lên em sẽ bao ship cho anh em, dưới 500 anh em tự chịu tiền ship là 30k một lần ship. Rồi thì ship hàng thì thường 1-2 ngày tới anh em à. Rồi thì giờ mình bắt đầu vào clip hôm nay. Clip hôm nay thì nó cũng rất là nhiều sản phẩm liên quan đến trong quá trình mình nuôi gà, thì tùy theo điều kiện kinh tế của mình với lại con gà mình đang trong giai đoạn nào thì anh em sử dụng thuốc cho nó hợp lý ha. Rồi chờ bắt đầu vào clip hôm nay nha. Nuôi lên nước máu ngon lành rồi đó thì nó sẽ lúc nào nó cũng khỏe mạnh, bởi vì nó ăn uống tiêu hóa nó tốt lắm. Còn gà của anh em chưa lên nước máu là thí dụ các anh em cho nó ăn bồi dưỡng bổ vô thì nó sẽ trước tiên nó sẽ bù đắp cho cái nước máu đó. Nó mà thì nếu mà nó bù đắp vô nước máu đó thì nó sẽ không có kích thích cái hệ tiêu hóa của gà, lúc đó gà anh em nó tiêu rất là chậm đó. Bởi vậy các anh em nuôi cho lên nước máu đi, khi nước máu tốt thì nó sẽ nuôi toàn bộ cơ quan trong cơ thể, thì nó sẽ giúp cái bù dưỡng gà hoạt động mạnh lên thì nó sẽ tiêu hóa nhanh thôi đó. Thì vậy rồi anh em có điều kiện thì mình xài này, còn không có điều kiện mình xài trên bao nè. Trên bao này sử dụng cho những con gà chuẩn bị vô chế độ nha, hay là những con gà anh em nào mà kinh tế yếu kinh tế yếu thì mình xài này cũng nở cơ nở cũng xương, nhưng mà nó ít, nó nhẹ thôi, nó có mấy thành phần thuốc thôi. Đây nè, nó có 4-5 thành phần thôi, nhưng mà nó cũng thiên về cơ bắp với khung xương. Nó lên không có nhiều nha anh em. Nó cũng có vitamin B1, B2, B6 rồi nè. Đó. Thì thằng này thì sử dụng nó dễ, nó có 40.000 lọ vậy thôi, 100 viên. Đó, mình nuôi tình tan lâu dài thì mình xài cái đó. Còn anh em nuôi rút ngắn thời gian khoảng tháng thì anh em xuôi nuôi bộ này thì ok. Đó, BKB12 thì thằng đó là chiên về nước máu dạng thuốc dĩ. Đó, một hộp vậy là 270 nha, là 10 dĩ. Còn em mua lẻ là 35k một dĩ. Đó, BKB12. Đó là nước máu cũng ok lắm á, ngon lành lắm á nha. Đó, thì nuôi gà thì muốn gà mà nó sung túc lông bóng mượt thì anh em xài dây của mai này, xà bông tắm nè. 15k một gói. Còn em mua một hộp 24 gói là 300k. Thì thằng này xà bông tắm như tắm gà như tắm người mình gì, tắm vô thì gà nó khỏe khoắn, người sung túc, lông nó bóng mượt thôi, sạch sẽ. Rồi, quan trọng là trong những con gà của mình nó có những con ve gận mạc rồi nó bám trong da, các anh em không có thấy. Nhiều khi các anh em thấy con gà nó quay lại nó mổ nó cắn hoài đó, các anh em dập da thì không thấy cái gì chân á. Nhưng mà chiều á, xuống buổi chiều á, chiều tối các anh em sẽ thấy nó ngứa nó ngáy nó khó chịu lắm, vì lúc đó là những con gận mạc rồi nó bò ra. Đó, thì cái em nên có thằng Euromai này. Rồi thì nuôi gà thì cần cái sổ lãi nè. Nó một dĩ về có 50k thôi, đừng có sổ lãi bằng cao hay là mua thuốc sổ lãi gì của con gì trong gà có anh em uống giết nó hư đừng gục con gà luôn. Tội nghiệp gà nuôi nói chung là ngon lành hay không là do anh em thôi. Nhiều khi con gà hay mà các anh em nuôi giết nó thành dở luôn. Còn nhiều khi anh em nuôi gà dở mà thấy nó sung tốt bo ok thì nói chung là mình thấy cũng đủ rồi. Đó. Dĩ vậy là 50k vậy nè. Thuốc nuôi. Còn như thằng cao quy này, và các cao quy này sử dụng 2 ngày trước khi thi đấu nha anh em. Đó, thì tăng cái độ bền bỉ với lại nó tăng cái bo hừng nước máu gà lên rất là dữ. Ở trong đây nó có những cái thành phần dành cho những vận động viên như là ritin đồ này kia để cho con gà của anh em nó khỏe mạnh và nước khuya nó không có bị đuối nha. Nó khuya cỡ nào nó cũng còn lên chân nổi nha anh em, cho dù bị bao nhiêu cây thì nó cũng vậy á, cũng còn ok lắm, sức nó bền tới nước khuya. Anh em xài cao quy này nè, mà xài tới ngày thi đấu các anh em sử dụng thêm thằng tăng bo cấp tốc nó là ok, ngon lành cành nào luôn. Tăng bo cấp tốc có dạng thuốc viên nè, thuốc viên là nhộng vàng nè, 60k một viên nha anh em. Thì này chỉ sử dụng cho cành nội thôi, khuyên các anh em sử dụng cành nội để che, các anh em đừng có xài này. Các anh em cái chè thì các anh em có thể xài thuốc viên bò cạp nè. Đó, bò cạp thì 30k một viên.
đó, bò cạp này làm mưa làm gió trên thị trường này. Thì xài này thì cũng ok, nhưng mà bo nó không bằng nhũng vàng nha. Sử dụng thuốc tăng bo cấp tốc thì anh em nên có chai Relot này nè, để hạn chế tình trạng mà nó bị hóc hay là bị bỏ mặt nước khuya nha. Nhiều khi thắng tới nơi mà tự nhiên bỏ mặt đi, suốt người ta không còn gì luôn, xuống ăn một luôn mà tự nhiên cái nó bỏ đi, làm chủ nó lên đường luôn. Đó, chai Relot này nó có 200k 15c, cái anh em sử dụng rất là lâu nha. Đó, thì mỗi lần khi đi chơi vậy đó, các anh em chỉ cần nhỏ che 3 giọt nồi 6 giọt là ok, không cần sử dụng nhiều. Thằng này còn chuyên dành cho những con gà mà bị chối nước, ở đâu các anh em mới bắt về á, thì hay bị tình trạng chối nước á, nó kén ăn hay là nó bị gớt bo tụt nước máu rồi đó, các anh em nhỏ Relot này vô để hạn chế tình trạng như vậy. Đó, này đi xa thì thoải mái luôn nha anh em, đi xa các anh em nhỏ này gà anh em cực kỳ khỏe luôn, 3-4 tiếng đồng hồ là tới chỗ thì gà nó vẫn ok ngon lành, nó không bị mà bị đuối sức. Rồi thì nuôi gà, những con gà ở ngoài vườn mới bắt vô thì anh em nên có chai B12-50 này, các anh em chích 1 mũi 2 mũi nữa cho nó, để mà gà của anh em nó không bị kén ăn hay lọn lẻn. Ở ngoài vườn mới vô nó, các anh em thay đổi môi trường với thay đổi thức ăn thì con gà ăn nhiều khi ăn 2-3 ngày cái tự nhiên nó không ăn nữa, nó rất nhiều tình trạng như vậy nha anh em. Rồi, hoặc là nó bị tụt máu hoặc là bị lọn lẻn là do vấn đề như vậy, thay đổi môi trường. Đó, thì anh em có con chai B12-50 này chích vô để ổn định cái tinh thần của nó, nó giúp gà anh em giảm chết, với lại trong đây nó có những một số thành phần cho gà anh em khỏe, với lại có thành phần B15-B12 bio, đặc biệt là biotin giúp gà anh em bóng lông nữa. Thì này chích thì anh em từng chích có một lần thôi, thì giá cả nó thay đổi theo ngày tháng. Thì mỗi lần mua thuốc thì các anh em cứ việc hỏi ân giá cả nha, cho nó dễ, khi ân quên báo lên mà quên báo, khi xuống thì cũng báo cho anh em. Đây nè, ginseng này, khi bạn gà anh em nước máu ok ngon lành, ăn uống sung túc mà tự nhiên nó không có bị sơn, nó không có cự, còn mấy nó bị nhát người, cái anh em tới là nó chạy tung bội không á. Cái này là con gà mà vô lâu rồi nghe, chứ không phải những con gà mà mới bắt vô. Những con gà mới bắt vô thì nó hay bị lỏng lẻn, khoảng 1 tuần 10 ngày nó mới hết, cái anh em bắt quen tay bắt cao bắt vô nó mới hết tình trạng như vậy. Còn qua 10 ngày 1 tuần lễ á, cái anh em thấy nó vẫn còn nhát á, thì anh em nên sử dụng bổ sung ginseng này vô. Nó thằng này chiết xuất từ nhân sâm và các vitamin sẽ giúp gà, nói chung là những thành phần thuốc để mà cho nó sung. Đó, một lọ vậy là 200k 20c nha, 20c anh em sử dụng rất là lâu á. Đó, đây nè, ta sử dụng thằng ginseng với B12-50 này kết hợp với nhau rất là nhiều nha. Đó, bởi vì thằng nào cũng dành cho những con gà tơ mới vô rồi đó. Đó, kết hợp với nhau. Rồi thuốc tăng bo cấp tốc cái dạng nhỏ đây, nhỏ này có thằng E11 nè, một loại vậy là 2C là 800 nha nè, 1C là 400 á. Thì đang có chương trình khuyến mãi đó, thì mua 2C thì tặng anh em chai làm đó, 2C tặng chai làm gì đây đó, 1C thì không có tặng nha anh em, vừa bao ship mà vừa tặng anh em cái chai làm gì cho chích chị tan cho anh em xài luôn. Cửa đây, cửa thì bên anh bán là cửa tre thì 300, nồi thì 400, cửa gọng Việt Lai siêu thông nha. Còn cái ly thì che là 1.8 ly, nồi là 2.6 ly nha. Việt Lai siêu thông thép cứng chắc ngon lành nha anh em, bảo đảm hàng cho anh em, một đổi một cho anh em luôn. Đó, thì nuôi gà thì các anh em nên có công thức bio B12 nè, để tránh những cái tình trạng như gà nó bị bệnh. Thì thay đổi thời tiết mà các anh em đâu biết được đâu, mình còn không biết được cái thay đổi thời tiết nữa, con người mình còn bị bệnh là đừng nói con gà nha. Nhiều khi cái này các anh em thấy nó ăn uống mạnh vậy đó, nhưng mà nhiều khi tự nhiên nó thay đổi luồng gió, hay là từ thời tiết nóng qua lạnh, lạnh qua nóng, nó ăn gà cái này thay đổi môi trường nó không có thích ứng được, nó sẽ bị bệnh liền. Mà bị bệnh có nhiều con nó lên đường luôn như nè, mà khi con gà bị bệnh nó sẽ lây nguyên cái chuồng, chứ không phải mà nó chỉ một mình nó bệnh đó. Anh em nó con hũ này này kêu bằng ấm gà, nó từ gà con tới gà trưởng thành đều sử dụng được hết nha, từ những con chim sử dụng được hết trơn nha anh em. Nó một lọ dùng 100k, cái này sử dụng cũng rất lâu nha, lâu lắm đó. Rồi ok, đây là những dòng thuốc bên em, thì anh em cứ việc tham khảo và có thể tham khảo những clip cũ của anh để biết công dụng của từng loại thuốc đó. Đây thì cũng bán nghệ nè, hũ về là nửa ký là 120k, còn anh em mua 2 hộp là 1 ký là 200k nha. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip mới nhất.